Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Phát súng hiệu đầu tiên cho cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng hòa. Bầu cử Quốc hội châu Âu, Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia đang dẫn đầu tại Pháp. Pháo nhiệt áp Nga bắn cấp tập, mục tiêu Ukraine chìm trong khói lửa. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố không ai cản được Israel. Bão lạch Bắc Cực bao trùm Mỹ và Canada. Bây giờ là tin chi tiết. Bang Iowa là bang tổ chức cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên trong cuộc đua của Đảng Cộng hòa. Việc giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang đầu tiên này có ý nghĩa quan trọng bởi nó sẽ định hướng cho toàn bộ cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng hòa. Cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa tại bang Iowa cũng được xem là phát súng hiệu đầu tiên cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đang thu hút sự chú ý không chỉ của người dân Mỹ mà còn dư luận trên thế giới. Bang Iowa là bang đầu tiên mà cả Đảng Cộng hòa và Dân chủ đều tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn lựa ứng cử viên ra tranh cử tổng thống, nhưng với các hình thức khác nhau. Trong khi Đảng Cộng hòa tổ chức bầu cử theo hình thức họp kín, tập trung tại các địa điểm và thời gian nhất định để bầu trực tiếp bằng cách giơ tay, Đảng Dân Chủ lại tổ chức bầu chọn bằng bỏ phiếu qua thư. Kết quả bỏ phiếu sơ bộ sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 3, hay còn gọi là ngày bầu cử siêu thứ ba. Trong ngày bầu cử sơ bộ, Đảng Dân Chủ vẫn tổ chức họp, nhưng chủ yếu giải quyết sự vụ. Việc Đảng Dân Chủ thay đổi hình thức bầu cử họp sơ bộ khiến mọi sự chú ý đều tập trung vào Đảng Cộng Hòa. Với các khó khăn trong khâu tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh khu vực này đang phải hứng chịu những cơn bão mùa đông với tuyết rơi dày đặc, gió lớn, thì bầu cử sơ bộ tại bang Iowa được đánh giá là thước đo quan trọng đối với sự ủng hộ của các cử tri dành cho ứng viên mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, thì kết quả bầu cử sơ bộ quyết định tỷ lệ đại biểu của bang đối với mỗi ứng cử viên. Với dân số ít ỏi, Iowa chỉ đại diện cho một bộ phận cử tri nhỏ trên toàn nước Mỹ và việc giành phiếu đại diện của bang này không phải lúc nào cũng là mục tiêu chính của các ứng cử viên. Tuy nhiên, kết quả tại bang này có tính chất đặc biệt khi là phép thử chính thức đầu tiên về năng lực của mỗi ứng cử viên và được coi là động lực quan trọng trong cuộc chạy đua trở thành gương mặt đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống. Cuộc chạy đua hôm nay cũng có ý nghĩa quan trọng khi trả lời câu hỏi cử tri Iowa tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump hay mở ra cơ hội cho các đối thủ của ông trong các vòng bầu cử tiếp theo. Theo quy định của bang Iowa, để đủ điều kiện tham gia bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2024, các ứng cử viên phải đăng ký tại cuộc bỏ phiếu của bang Iowa hoặc có mặt trong chiến dịch tranh cử tại bang này. Theo thông báo của đại diện Đảng Cộng Hòa bang Iowa, cho đến nay có 6 ứng cử viên tham gia vòng bỏ phiếu sơ bộ, bao gồm cựu Tổng thống Trump, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Nikki Haley, doanh nhân công nghệ sinh học Vivek Ramaswamy, cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson và mục sư Ryan Binkley. Tuy nhiên, cựu thống đốc New Jersey Chris Christie, người đã tuyên bố từ bỏ cuộc đua hồi giữa tuần, vẫn có tên trong danh sách bầu cử. Trong số các ứng cử viên hàng đầu, nổi bật nhất là cựu Tổng thống Trump. Theo các cuộc thăm dò dư luận mới đây, gần 50% số cử tri có thể tham gia họp kín cho biết lựa chọn đầu tiên của họ vẫn là cựu Tổng thống Trump. Người đứng ở vị trí thứ hai là bà Nikki Haley với 20% và ông Ron DeSantis với 16%. Những gương mặt khác thì chia sẻ số cử tri ủng hộ còn lại. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng khiến giới phân tích cho rằng
cựu Tổng thống Trump sẽ giành được kết quả tích cực khi có tới 80% số cử tri cho biết đã quyết định bầu chọn cho ông này với gần 50% cực kỳ ủng hộ và 40% rất ủng hộ. Tỷ lệ này cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với các ứng cử viên xếp sau. Tỷ lệ ủng hộ bà Haley so với đối thủ DeSantis đang có xu hướng tăng mạnh trong các cuộc thăm dò gần đây, cho thấy có thể cuộc đua tranh giành vị trí thứ hai sẽ căng thẳng và gay cấn hơn. Cho đến thời điểm hiện nay thì cơ hội giành chiến thắng của cựu Tổng thống Trump tương đối rõ ràng. Mặc dù khả năng lật ngược tình thế của các ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa gần như bằng không với các cơ hội ít ỏi. Trong lịch sử, không ít lần các cử tri bang Iowa đã gây sốc khi bỏ phiếu ủng hộ những ứng cử viên vốn không phải được yêu thích nhất. Năm 2016, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Ted Cruz đã giành chiến thắng ở bang này, vượt qua đối thủ Trump, sau này trở thành Tổng thống. Năm 2020, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, một gương mặt không mấy nổi bật, Pete Buttigieg, đã dẫn trước đối thủ sưng sỏ, cựu Phó Tổng thống Biden tại bang Iowa một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, thì các cử tri Iowa thường bỏ phiếu ủng hộ những người quan tâm và tham gia nhiều hoạt động tranh cử tại bang này. Cho đến nay thì có lẽ doanh nhân công nghệ Ramaswamy là ứng cử viên quan tâm và dành nhiều thời gian nhất khi thăm 99 quận bang này đến 2 lần. Trong khi thống đốc bang Florida DeSantis đến thăm mỗi quận 1 lần. Đây có lẽ cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra ngày hôm nay. Tính cả chiều dài chiến dịch tranh cử, có thể thấy rằng việc giành thắng lợi tại đây cũng chưa hẳn là dấu hiệu suôn sẻ cho cựu Tổng thống Trump. Trong lịch sử, thì bang Iowa là nơi quyết định số phận của các ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhiều hơn là Đảng Cộng Hòa. Xa hơn nữa, theo kết quả thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ đối với ứng cử viên Haley tại bang tổ chức bầu cử sơ bộ tiếp theo, New Hampshire, đang gia tăng nhanh chóng, chỉ còn kém cựu Tổng thống Trump chưa đến 10%. Chính vì thế, có thể nói rằng, mặc dù khả năng lật ngược tình thế tại bang Iowa của các ứng cử viên khác là rất khó khăn, nhưng cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới, đảng theo đường lối cực hữu Tập hợp Quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua, bỏ xa hơn 10 điểm so với các chính đảng truyền thống khác, bao gồm cả liên minh của Tổng thống Macron và có khả năng lặp lại thành tích dẫn đầu giống như cách đây 5 năm. Theo kết quả thăm dò do Viện Elat và báo Diễn đàn Chủ nhật thực hiện, đảng Tập hợp Quốc gia theo đường lối cực hữu đang vượt xa các đối thủ chính trị còn lại với 28,5 số phiếu ủng hộ, hơn 10 điểm so với đảng thứ hai là Liên minh Trung sức, bao gồm các đảng Trung dung, Chân trời mới và Phục hưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Xếp tiếp theo lần lượt là Liên minh Xã hội được 9,5%, Xanh và Sinh thái 8,5%, hay đảng Nước Pháp bất khuất theo đường lối cực tả với 7,5%. Kết quả thăm dò cũng cho thấy, đảng Tập hợp Quốc gia dẫn đầu nhờ lượng cử tri truyền thống, ủng hộ chính trị gia cực hữu Marine Le Pen, các cử tri từng không tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022, cũng như thuyết phục được một số lượng lớn cử tri của đảng tái chinh phục theo đường lối dân túy. Trong số các cử tri Pháp tham gia cuộc thăm dò, 34% cho biết ủng hộ các chính sách của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, trong khi 36% bày tỏ sự không hài lòng với chính phủ đương nhiệm và 27% phản đối các chính sách của châu Âu. Xét về độ tuổi, đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia cũng đang chiếm được cảm tình của các cử tri Pháp dưới 35 tuổi và trong độ tuổi từ 35 đến 64, trong khi đảng Phục hưng của Tổng thống Pháp Macron lại nhận được sự ủng hộ của các cử tri trên 65 tuổi.
Các chủ đề được cử tri Pháp ưu tiên hàng đầu tại cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, lần lượt là sức mua, tiếp theo là y tế, an ninh, nhập cư và môi trường. Theo các nhà phân tích địa bàn, Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia đang có cơ hội tái lập thành tích đã đạt được tại cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu năm 2019 khi dẫn đầu với 23,3% số phiếu ủng hộ. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy một con số đáng lo ngại là 53% cử tri Pháp cho biết hiện không quan tâm đến cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu sắp tới. Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine Budanov tuyên bố, các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sẽ trở nên dữ dội hơn vào năm 2024, đồng thời cho rằng quân đội Nga đã tỏ ra yếu hơn so với dự đoán. Giám đốc Cục Tình báo Ukraine Kirilo Budanov tuyên bố, các cuộc tấn công vào bán đảo Crimea do Nga kiểm soát sẽ trở nên dữ dội hơn vào năm 2024, đồng thời cho rằng quân đội Nga đã tỏ ra yếu hơn so với dự đoán. Theo ông Kirilo Budanov, năm 2024 sẽ chứng kiến những nỗ lực lớn hơn của Ukraine nhằm giành lại Crimea. Năm 2023, các cuộc xâm nhập đầu tiên của Ukraine đã diễn ra tại Crimea, tạm thời bị chiếm đóng. Điều này chỉ là khởi đầu, ông Budanov cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Pháp Le Monde. Ông cũng thừa nhận hai quốc gia không có khả năng để đạt được thành quả lớn về lãnh thổ. Chính việc sử dụng UAV tấn công cường độ cao đã khiến các cuộc tấn công của Nga và Ukraine không thể diễn ra. Ông Budanov nói về tình trạng bế tắc trên chiến trường và cho rằng một yếu tố khác là mật độ bãi mìn chưa từng có kể từ Thế chiến thứ hai. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cũng nhận định về sức mạnh quân sự của Nga, cho rằng cuộc giao tranh liên tục của lực lượng phòng thủ Ukraine đã cho thấy lực lượng vũ trang Nga kém hiệu quả hơn so với những gì người ta dự đoán trước đây. Một nghịch lý của Nga làm tôi ngạc nhiên, mọi người đều nghĩ Moscow có quân đội mạnh và nền kinh tế yếu, nhưng hóa ra điều ngược lại mới đúng, ông Budanov nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không cân nhắc lệnh ngừng bắn với Nga, đồng thời cho rằng điều đó chỉ giúp Moscow tăng cường sức mạnh quân sự. Trong chuyến thăm Estonia, để kêu gọi sự hỗ trợ, ông Zelensky nói khoảng nghỉ trên chiến trường Ukraine không đồng nghĩa rằng xung đột đã dừng lại. Theo ông, việc tạm dừng sẽ có lợi cho Nga, sau đó họ có thể nghiền nát chúng tôi. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga dường như đang gặp khó khăn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine ở tả ngạn sông Dnipro vì thiếu năng lực tác chiến điện tử trong khu vực. Trong một bản cập nhật tình báo ngày 14 tháng 1, Bộ Quốc phòng Anh nhận định lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Dnipro đã sử dụng máy bay không người lái mang theo đạn dược để tấn công các phương tiện và pháo binh của Nga. Bộ Quốc phòng Anh dẫn một nguồn tin nói rằng nhiều thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực Kryvyi ở tả ngạn sông Dnipro đã bị phá hủy. Các báo cáo gần đây cho biết Nga đã phải điều động nhiều xe tăng đến khu vực để bù đắp số phương tiện bị mất trong các cuộc tấn công xung quanh Kryvyi. Kryvyi là một khu định cư nhỏ thuộc vùng Kherson, nằm ở tả ngạn sông Dnipro do Nga kiểm soát. Theo tờ Financial Times, Nga và Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu của đối phương trên chiến trường. Các nhà quan sát cho rằng Nga chiếm ưu thế về công nghệ tác chiến điện tử có thể gây nhiễu và chuyển hướng máy bay không người lái. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, điều này dường như không xảy ra ở khu vực xung quanh sông Dnipro. Vào tháng 11 năm 2023, có thông tin cho rằng Ukraine đang tập trung tấn công các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Chúng tôi không chỉ mở rộng quy mô sản xuất UAV, chúng tôi còn mở rộng quy mô sản xuất hệ thống tác chiến điện tử và thay đổi cách tiếp cận việc áp dụng tác chiến điện tử. Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine Mikhailo Fedorov cho hay, theo báo cáo gần đây từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, năng lực tác chiến điện tử của Ukraine dường như đang được cải thiện và thích ứng với các cuộc tấn công của Nga. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Mikhail Fedorov kêu gọi người dân Ukraine tự chế tạo máy bay không người lái UAV tại nhà. Ông nhấn mạnh, mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV vào năm 2024 do Tổng thống Ukraine Zelensky công bố gần đây sẽ trở nên thực tế nếu có sự hỗ trợ của người dân. Theo Phó Thủ tướng, người dân nên hoàn thành các khóa học trực tuyến và bắt đầu lắp ráp máy bay không người lái UAV cho nhu cầu của quân đội Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga. Ông Mikhail Fedorov nhấn mạnh, mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV vào năm 2024 do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố gần đây sẽ trở nên thực tế nếu có sự hỗ trợ của người dân. Ông Mikhail Fedorov cho biết,
kể từ khi giao tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Kiev đã dỡ bỏ nhiều trở ngại pháp lý mà các nhà sản xuất UAV phải đối mặt và các công ty nước này đang tăng cường sản xuất. Ông nói rằng bất kỳ ai ở xa tiền tuyến cũng có thể hỗ trợ Ukraine tăng cường kho vũ khí UAV bằng cách hoàn thành khóa học kỹ thuật hướng dẫn bạn cách lắp ráp máy bay không người lái FPV 7 inch tại nhà. Phó Thủ tướng Ukraine cho rằng những người tham gia chương trình đã lắp ráp khoảng 100 UAV và 80% trong số này đang hoạt động bình thường. Tuần trước, thì người đứng đầu Bộ phận Tác chiến điện tử thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Đại tá Ivan Pavlenko cho biết, gần đây thì người Nga đã sản xuất rất nhiều UAV đến mức nó trở thành mối đe dọa lớn đối với lực lượng Kiev. Theo Finance Times, Moscow cũng duy trì thế thượng phong khi nói đến công nghệ tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu và đánh lạc hướng UAV của đối phương, trong khi Kiev chỉ đang cố gắng đuổi kịp. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh lực lượng Nga sử dụng súng phun lửa hạng nặng OS-1A tấn công vào các mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo video, pháo nhiệt áp Nga OS-1A phóng liên tiếp, làm nóng bừng cả khu vực bắn lẫn nơi bị bắn, khói lửa bốc lên, phủ bầu trời ở mục tiêu Ukraine. Xe chở pháo nhiệt áp OS-1A trong video có tổng cộng 24 ống phóng. Bên trên xe lắp lồng sắt để bảo vệ xe trước các đòn đánh của thiết bị máy bay không người lái. Đạn pháo phản lực nhiệt áp Nga chứa hỗn hợp thuốc nổ và nhiên liệu, khi phát nổ sẽ tạo ra nhiệt độ cao, lên tới 3.000 độ C. Nhiệt độ này có khả năng thiêu đốt nhiều thứ và làm tan chảy cả loại giáp thép dày. Súng phun lửa hạng nặng OS-1A là một trong những vũ khí sát thương thông thường nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Nga. Theo Hiệp ước An ninh song phương mới, Ukraine sẽ phải bảo vệ Vương quốc Anh trước sự tấn công quân sự của Nga. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal nhấn mạnh, không chỉ Anh phải phản ứng trong vòng 24 giờ nếu có hành động gây hấn chống lại Ukraine, Ukraine cũng sẽ bảo vệ đồng minh và đối tác của mình trong vòng 24 giờ. Theo Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal, thỏa thuận an ninh được ký kết gần đây giữa Kiev và London là song phương, đồng thời sẽ đảm bảo sự hỗ trợ quân sự của Ukraine cho Anh nếu Nga tấn công nước này. Thỏa thuận hợp tác an ninh trên vừa được Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký kết hôm 12 tháng 1. Hiệp ước quy định sự hỗ trợ cho việc Ukraine gia nhập vào NATO trong tương lai và đảm bảo phòng ngừa ngăn chặn tích cực các biện pháp đối phó chống lại bất kỳ sự leo thang quân sự hoặc hành động xâm lược mới nào từ Nga. Cũng theo Thủ tướng Shmyhal, thỏa thuận này là song phương và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau. Do đó, Ukraine sẽ phải phản ứng bằng cách này hay cách khác để hỗ trợ Anh trong trường hợp Nga tấn công đồng minh của chúng tôi. Ông Shmyhal cũng gọi việc ký kết hiệp định là một thời điểm lịch sử và bày tỏ hy vọng rằng các quốc gia đồng minh khác sẽ làm theo. Đầu tuần này, thì Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đến thăm Kiev để tái khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Kiev sau khi viện trợ quân sự của Mỹ cạn kiệt. Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ quân sự 2,5 tỷ bảng Anh tương đương với 3,2 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong 2 năm tới. Gói viện trợ lớn nhất của London kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột quân sự vào tháng 2 năm 2022. Hiệp ước an ninh song phương trên bao gồm một loạt các biện pháp đảm bảo an ninh của Anh cho Ukraine. Thỏa thuận này cũng chính thức hóa sự hỗ trợ phòng thủ nhanh chóng và bền vững của Anh dành cho Ukraine trong trường hợp nước này bị Nga tấn công một lần nữa. Gói viện trợ được London xác nhận hôm 12 tháng 1 lớn hơn khoảng 200 triệu bảng Anh, tương đương với 254 triệu đô la Mỹ so với gói viện trợ được cung cấp trong 2 năm trước và sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, vũ khí phòng không và đạn pháo. Khoảng 200 triệu bảng viện trợ quân sự sẽ được chi cho cung cấp máy bay không người lái. Gói viện trợ trên cũng bao gồm 18 triệu bảng Anh, tương đương với 23 triệu đô la Mỹ, viện trợ nhân đạo cũng như hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và tài trợ cho đào tạo tiếng Anh trực tuyến. Trong 100 ngày tiến đánh Gaza, lực lượng phòng vệ Israel đã tấn công tổng cộng hơn 30.000 mục tiêu của lực lượng Hamas, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 9.000 chiến binh, trong đó có 2 chỉ huy cấp lữ đoàn và 19 chỉ huy cấp tiểu đoàn. Số thương vong này chưa bao gồm 1.000 tay súng bị bắn hạ bên trong lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thông báo tối qua của Cơ quan Y tế Palestine cho biết, sau tròn 100 ngày xung đột,
Chiến dịch tấn công mang tên Gươm Sắt của quân đội Israel vào dải Gaza khiến tổng cộng gần 31.000 người chết và mất tích, hơn 60.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%. Trong 100 ngày qua, quân đội Israel đã trút xuống dải Gaza khoảng 65.000 tấn bom đạn thuốc nổ, phá hủy hoàn toàn hơn 69.000 ngôi nhà và làm hư hại 290.000 ngôi nhà khác. Khoảng 90% dân số Gaza, tương đương hơn 2 triệu người, buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố báo cáo cho biết, trong 100 ngày tiến đánh Gaza, IDF đã tấn công tổng cộng hơn 30.000 mục tiêu của lực lượng Hamas, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 9.000 chiến binh, trong đó có 2 chỉ huy cấp lữ đoàn và 19 chỉ huy cấp tiểu đoàn. Số thương vong này chưa bao gồm 1.000 tay súng bị bắn hạ bên trong lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ở mặt trận phía Bắc, quân đội Israel tấn công tổng cộng 750 mục tiêu của lực lượng Hezbollah thuộc khu vực miền nam Liban. Kể từ đầu xung đột, Hamas bắn sang lãnh thổ Israel tổng cộng 9.000 quả tên lửa, trong khi số tên lửa do Hezbollah phóng đi từ miền nam Liban sang Israel vào khoảng 2.000 quả. Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua đã kêu gọi lập tức ngừng bắn tại dải Gaza để bảo vệ dân thường Palestine và đảm bảo sự ổn định của khu vực Trung Đông. Lời kêu gọi được nhà lãnh đạo Ai Cập và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp chiều qua ở thủ đô Cairo, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước châu Phi của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp nước chủ nhà Samir Sokri cũng kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine. Hôm 13 tháng 1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp 100 ngày sự kiện nước này bị Hamas tấn công hôm 7 tháng 10. Thủ tướng Israel Netanyahu nói, hôm nay chúng ta kỷ niệm 100 ngày chiến tranh, 100 ngày kể từ khi công dân của chúng ta bị tấn công và bắt cóc. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi kết thúc, giành thắng lợi hoàn toàn, cho đến khi chúng ta đạt được tất cả các mục tiêu của mình, loại bỏ hoàn toàn Hamas, sự trở lại của tất cả các con tin của chúng ta và sự đảm bảo rằng Gaza sẽ không bao giờ xảy ra mối đe dọa cho Israel nữa. Thủ tướng Israel nhấn mạnh, giải Gaza phải được phi quân sự hóa và vụ Nam Phi kiện Israel tội diệt chủng ở Gaza tại Tòa án Công lý Quốc tế sẽ không thể ngăn nước này đạt được mục tiêu của mình. Thủ tướng Israel cũng khẳng định sẽ chi ngân sách nhiều hơn cho quốc phòng trong năm nay và các năm tới, hướng tới mục tiêu sản xuất vũ khí một cách độc lập. Nguồn tin chính phủ Tanzania cho biết, một vụ sập mỏ vàng xảy ra vào sáng sớm ngày 13 tháng 1 ở vùng Simiyu, phía bắc nước này, đã cướp đi sinh mạng của 22 người. Nhà chức trách cho biết, đây là một mỏ vàng có quy mô nhỏ và hoạt động bất hợp pháp. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa lớn liên tục ở khu vực này. Nhóm thợ mỏ phát hiện ra mỏ vàng này từ 2 cho đến 3 tuần trước và đã tiến hành khai thác trước khi được chính phủ phê duyệt các quy định về an toàn lao động cũng như môi trường. Tanzania là nước sản xuất vàng đứng thứ tư ở châu Phi, sau Nam Phi, Ghana và Mali. Chính phủ nước này đã làm việc trong nhiều năm để cải thiện sự an toàn cho các thợ mỏ quy mô nhỏ, nhưng việc khai thác trái phép không an toàn và không được kiểm soát vẫn thường xuyên xảy ra. Không khí lạnh cực độ từ Bắc Cực đã khiến nhiệt độ tại Mỹ và Canada giảm mạnh. Lượng tuyết rơi nhiều kỷ lục trong bão lạnh này cũng gây gián đoạn hoạt động giao thông và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Một cơn bão tuyết kèm theo tuyết và gió lớn đã bao phủ nhiều khu vực Trung Tây và Tây Bắc nước Mỹ, khiến hàng trăm nghìn người và cơ sở kinh doanh bị mất điện trong ngày hôm qua 13 tháng 1. Bang Iowa, Trung Tây nước Mỹ đã chứng kiến lượng tuyết rơi dày tới 30cm, trong khi nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C. Các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã buộc phải hủy các sự kiện vận động tranh cử trước thềm các cuộc họp kín quan trọng dự kiến diễn ra ngày 15 tháng 1 để bầu ứng cử viên đại diện cho đảng tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Thời tiết xấu do bão tuyết cũng khiến các hãng hàng không tiếp tục hủy hoặc hoãn nhiều chuyến bay. Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, trong ngày 12 tháng 1, các hãng hàng không Mỹ đã phải hoãn hơn 7.600 chuyến bay trên khắp nước Mỹ. Dự báo thời tiết lạnh giá sẽ tiếp tục trong vài ngày tới, với nhiệt độ đặc biệt giảm mạnh tại khu vực dãy núi Rocky và đồng bằng lớn. Các trận bão tuyết ở Bắc Cực với nhiệt độ rất lạnh và gió dữ dội cũng gây ảnh hưởng tới khu vực miền Tây Canada, khiến nhiệt độ ở một số nơi xuống thấp kỷ lục, như tại British Columbia là âm 11 độ C và Alberta là âm 46 độ C. Sân bay quốc tế Vancouver, sân bay lớn nhất ở phía Tây Canada hôm 12 tháng 1 đã phải hủy và hoãn hơn 50 chuyến bay do bão tuyết và nhiệt độ thấp. Ngay cả ở tỉnh phía đông Ontario, sân bay quốc tế Toronto cũng phải hủy ít nhất 69 chuyến bay do thời tiết khắc nghiệt. Ông David Phillips, người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng Canada cho biết. All that cold in the West
Hiện tượng băng giá ở phía Tây có thể bắt đầu từ Siberia, lan đến các vùng lãnh thổ phía Tây Bắc và hiện đang tràn xuống Canada và thậm chí lan xuống Texas. Nó đã khiến nhiệt độ ở nhiều khu vực phía Tây nước Mỹ giảm mạnh, không có ngọn núi nào ở đó có thể chặn luồng không khí lạnh từ Bắc xuống Nam này. Ông David Philip cũng cảnh báo nhiệt độ khắc nghiệt như vậy sẽ trở nên gay gắt hơn cùng với biến đổi khí hậu toàn cầu. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.